Và đây là đội hình xuất phát trong trận đấu đầu tiên của họ ở mùa giải 2024-2025 với thủ môn đeo băng đội trưởng Võ Ngọc Cường. Các cầu thủ số 5 Lê Cao Hoài An, số 6 Trần Văn Thái, số 8 Lê Trường Quốc Thắng, số 9 Nguyễn Đoàn Duy Anh, số 23 Đỗ Trường Chân, số 43 Trịnh Văn Quang và số 52 là Huỳnh Nhật Tân. Số 8 đội trưởng Huỳnh Công Đến, số 9 Nguyễn Xuân Bắc, số 12 Nguyễn Bảo Long, số 14 Trần Văn Hòa, số 27 Trần Ngọc Sơn và số 29 là Nguyễn Huy Hùng. Hiệp 1 của đối đầu giữa hai câu lạc bộ Khao Tô Gỗ Khánh Hòa và PVF-CAND đã được bắt đầu. Nhưng nó có lẽ không thể ngăn cản được quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Mauro Geronimo. Và trước đến nay thì PVF-CAND chưa bao giờ hướng đến một vị trí cao nhất, vị trí chắc chắn, họ không phải phụ thuộc vào trận playoff nào cả. Cơ hội! Đó là lời chào hỏi của các vị khách. Người đánh đầu là Đức Nam. Quả chuyền bóng như đặt của người đồng đội, nhưng Đức Nam lại không chiến thắng được thủ môn Võ Ngọc Cường. Xuân Bắc là người đã có quả chuyền vào. Tất cả nhằm hướng tới một sự chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới. Bảo Long căng ngang, chưa có điểm cắt. Tình huống ra vào với sự phối hợp chưa thực sự ăn ý giữa hàng phòng ngự và thủ môn Võ Ngọc Cường. Đó là một tình huống bắt bóng không tốt đến từ thủ môn Ngọc Cường. Kéo bóng, đột phá thì Ryan Hà không mạnh bằng nhóm cầu thủ bên phía cánh trái. Và thay vào đó là anh là người chớp thời cơ để gội dứt điểm. Rất nhiều quả tạt được đưa vào bên trong, lần này là không việt vị. Cú đá quá dư lực đến từ Xuân Bắc. PVF-CAND cũng chưa thể tạo ra được quá nhiều những cơ hội. Pha để mất bóng rất nguy hiểm, cú đá không có bàn thắng. Quá đáng tiếc dành cho đội chủ nhà Khao Tô Gỗ Khánh Hòa. Đánh đầu, người chạm bóng cuối cùng đó là Lê Ngọc Bảo. Ngọc Bảo là cầu thủ có gốc Phú Yên, một địa phương cũng gần với Khánh Hòa. Bóng hai, cú đá của Bảo Long đã xuyên qua một dừng chân áo xanh nhưng vẫn không thể hướng vào được khung thành. Càng về sau thì chất lượng tạt bóng của PVF-CAND đều đi xuống. Đường chuyền rất hay, coi quá đáng tiếc. Một pha bóng hiếm hoi mà các cầu thủ chủ nhà có thể tiếp cận đến khu vực 16m50 của đối phương. Lấy bóng dành cho đội chủ nhà. Quả đánh đầu đã không thể đưa bóng về phía khung thành của Thái Hiếu. Tình huống lên bóng bên phía cánh phải, với người xuất hiện là cầu thủ mới vào sân Thanh Thụ. Cũng là một cái tên được xem là kinh nghiệm của Khao Tô Gỗ Khánh Hòa ở mùa giải này. Người đánh đầu đó là Lê Nguyễn Thanh Vị. Đường chuyền tốt, đây là Ryan Hà. Vẫn là Ryan Hà. Căng ngang, dứt điểm. Wow! Đó là pha ghi bàn của Xuân Nam. Cuối cùng thì các cầu thủ PVF-CAND cũng đã ghi bàn. Họ đã trải qua một trận đấu chật vật. Và sau một tình huống triển khai bóng mẫu mực thì PVF-CAND đã chinh phục được hàng phòng ngự được xây dựng bởi các học trò huấn luyện viên Trọng Bình. Cú dứt điểm thứ 7 và Ryan Hà phần nào đó góp công gieo sờ vào lưới đội bóng cũ với đường kiến tạo như đặt cho cú dứt điểm của Xuân Nam. Từ trước đến nay, kể từ khi về Việt Nam, nhưng PVF-CAND cũng không thể phản công xử lý hay. Nhưng quân ta lại trùng quân mình rồi. Phản công dành cho PVF-CAND. 4-1, Tẩy Văn Toàn có rất nhiều lựa chọn. Thái Bá Đạt. 2-0 dành cho PVF-CAND. Bây giờ thì mọi thứ đã thuận lợi dành cho đoàn quân của luyện viên Mauro Geronimo rồi. Một tình huống mà mọi thứ xoay chuyển chóng mặt, từ cơ hội của Khatoco Khánh Hòa cho đến một tình huống phản công với lợi thế quân số áp đảo của PVF-CAND. Phòng tuyến của đội chủ nhà chỉ còn một trung vệ và có rất nhiều lựa chọn cho cầu thủ của đội bóng chủ nhà, đội bóng làm khách ở trong ngày hôm nay. Nhưng đội chủ nhà vẫn chưa bỏ cuộc. Phá bóng lộn xộn, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Tinh thần thi đấu tuyệt vời và Hồ đã ghi bàn. Hồ đã ghi bàn ngay ở pha chạm bóng đầu tiên của mình. Chàng trai của núi rừng Tây Nguyên quá giòn và trận đấu vẫn tiếp tục với sự kịch tính của mình. Pha bóng lấp bập của hàng phòng ngự PVF-CAND, họ có phần chủ quan. Và đây là những diễn biến chóng mặt tại sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang. Chưa đầy 10 phút, 3 bàn thắng được ghi. Nỗ lực đưa bóng vào trước đó là của số 7. Chính xác hơn là của Dũng Khánh và sau đó là sự xuất hiện của Hổ. Đội chủ nhà rõ ràng đã được tiếp thêm tinh thần. Họ đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới và đây lại là cơ hội. Lại là Hổ, băng lên. Nổ đã không thắng được Thái Hiếu rồi. Chúng ta cùng xem lại một tình huống đồng đội đã xử lý hợp lý. Cai đè chờ Hổ băng lên và Hổ cũng đã lao lên rất nhanh. Tiếp tục là các cầu thủ Khánh Hòa. Lại là Hổ, hay quá, kiến tạo được không? Không vào. Thật là khó tin. Khi chứng kiến pha bỏ lỡ này, hãy cùng xem lại một tình huống giật bóng quá hay của Hổ, dọt cố cho đồng đội. Và đây là cái cách mà đồng đội anh bỏ lỡ, rất mềm mại, quạt trôi đối phương rồi. Nhưng thực sự pha bỏ lỡ vừa đáng tiếc mà vừa đáng trách của Minh Lợi. Bây giờ lại là quyền kiểm soát thuộc về PVF-CAND. Đức Nam pha lên bóng đầy tốc độ là của Thái Bá Đạt, đưa bóng vào. Tỷ số là 3-1. Tỷ số là 3-1 dành cho PVF-CAND. Một cái kết rất đáng với đội chủ nhà Khatoco Khánh Hòa. Và người lập công dành cho các vị khách đó là Huỳnh Công Đến. Trong một tình huống lên bóng sắc lẹm, PVF-CAND đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Một tình huống đánh đầu lái bóng cực khó của Huỳnh Công Đến. Và Thái Bá Đạt một bàn thắng. Và bây giờ đây là một kiến tạo góp công vào thành tích này của PVF-CAND. Như vậy là tiếng còi đã cất lên. Sẽ là một cơ hội dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Trọng tài đã chỉ tay và chấm phạt đền. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Trọng tài cho rằng đã có một tình huống cản người không bóng của Hiểu Minh, Thanh Thụ và Thái Hiếu. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Game on. Mọi thứ tiếp tục. Thanh Thụ đã ăn mừng bàn thắng. Vâng, rất hài hước khi mà anh quên rằng mình phải thật nhanh về để tiếp tục với cuộc bám đuổi tỷ số PVF-CAND. Dù anh có lẽ là rất muốn kỷ niệm một cột mốc mà tôi có thể dám đoán rằng đó là việc chuẩn bị chào đón người con của mình. Cú đá đã đánh lừa được thủ môn bên phía các vị khách.